Là một YouTuber, có một câu hỏi mà tôi luôn nhắc nhở các bạn phải nhớ như in ở trong đầu, nhớ rõ, nhớ kỹ, nhớ hơn cả sinh nhật của người yêu cũ của mình. Đó là câu hỏi khán giả của bạn là ai? Trong clip ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục được trò chuyện với YouTuber đẹp trai nhất Việt Nam Kiên Hư Hỏng. Kiên đang có một clip với nội dung là 6 bài tập bụng cơ bản. Chúng ta hãy cùng xem Kiên tìm hiểu khán giả của mình là ai bằng cách sử dụng các công cụ của YouTube Studio như lưu lượng truy cập từ video đề xuất, lưu lượng truy cập từ video tìm kiếm và kết hợp với Google Trend. Nếu các bạn cảm thấy video này hay thì nhân dịp đầu xuân năm mới, mình mong nhận được sự lì xì ủng hộ của các bạn dành cho team biên tập đẹp trai xinh gái và cực kỳ dễ thương của Việt YouTubers. Thông tin sẽ có ở trên màn hình này hoặc là ở dưới mô tả. Xin cảm ơn các bạn. Anh xem trong studio nào, xem lưu lượng truy cập nào. Xem từ ngày bắt đầu lên là từ ngày bao nhiêu? Từ ngày 3 tháng 6 à? 3 tháng 6 mới được có một tuần à? Ok. Xem số liệu phân tích một tuần nha nào. Tiếp cận người xem. Tiếp cận người xem. Rồi, vào loại nguồn lưu lượng truy cập. Video đề xuất xem nào. Resto, five of the biggest guy in the gym là clip của thằng nào? Với thằng em bắt chiếc ấy. Ghê nhỉ? Khi dân thể hình vật tay. Bắt chiếc có bị bảo bản quyền không anh? Không, không sao hết. Cái con rắn hổ mấy núi cấm kia được đề xuất cũng mạnh ấy chứ. Được bao nhiêu view rồi vậy? 350.000 view. Trong đó tỷ lệ quảng cáo là bao nhiêu? Em làm gì quảng cáo đâu. Cái này có, anh nhớ hơi để có quảng cáo mà. Quảng cáo lên 30k view thôi. Giờ lên được 350 ngàn rồi. Vâng. Ghê nhỉ. Nhưng mà cái này thì gọi là mình làm, mình bắt trend lấy view thôi, chứ còn chủ đâu đi theo hướng này lâu dài được. Chủ định làm thành kênh rắn luôn à. Đấy đâu, Vâng. vừa vừa làm vừa khổ vừa ấy nữa, trong khi làm thể hình chủ chả mất cái gì, chả phải đầu tư gì, gọi Vâng. là vốn tự có. Vâng. Cho nên cái này thỉnh thoảng nếu thích thì bắt trend lấy view cho vui vậy thôi chứ hả. Vâng. Bây giờ em tính là cứ 4 clip thể hình là đăng một clip vui vui. Thế à? Bao giờ tầm khoảng lên kênh 100.000 thì tách cũng được, bởi vì giờ vẫn ít. Ừ, kệ chịu thôi. Khi dân thể hình gặp tay. Tại vì là ví dụ như đang chạy 100 km giờ thì chủ cứ làm một clip kia thì nó tụt xuống còn 90 km giờ, chậm hơn tí thôi nhưng mà vẫn vẫn chạy tốc độ cao. Vâng. Rồi bên dưới bắt hai con trăn khổng lồ bằng tay không, từ từ nha. Con đấy đang để cái đấy video dài 18 phút mà đang được đề xuất ba mấy phần trăm. Video đến bây giờ là 370 Đâu vì à đâu 400.000 view à? em quay trở lại chỗ video này, tab video cho người đăng ký, click vào chữ người đăng ký. 3.000 người đăng ký là từ clip bật tay đúng không? 3.000 người đăng ký là từ rắn hổ mây, 1.200 là từ con trăn khổng lồ, 1.000 là từ em đổi ở trên cho anh xem 7 ngày qua thành toàn thời gian anh em nào. 4.700 là thể hình, 3.300 là rắn hổ mây, 2.100, 1.100, 810. Ok. Bây giờ kênh em nó có hai trường phái, một một là bọn thích ẩm thực nhưng mà không thích gym lắm, nhưng bọn bọn thích gym mà không thích ẩm thực lắm. Trước sau gì nhé, sau này lâu dài chúng phải tách ra thành hai kênh nhỉ. Vâng. Nếu mà kênh kia một là chủ làm, còn kênh ẩm thực một là chủ làm, hoặc hai là chủ giao cho mấy thằng kia làm. Em vẫn làm hết. Kinh 3 triệu lượt xem, ác nhỉ. Sao lại 7 ngày qua mà lại 3 triệu lượt xem mà lận hả? Trong vòng 7 ngày qua được 3 triệu lượt xem hả? Vâng. Anh xem, em xem lại cái chỗ lại nguồn lưu lượng truy cập nào. Tìm kiếm trên YouTube anh xem nào.
Kiên hư hỏng ngón. Bật tay. Kiên hư hỏng bật tay. Kéo trường nữa nè. Giờ có cả kiên hưởng bắt rắn này này. Kiên hư hỏng bật tay. Ok. Trong từ khóa của kênh vẫn có chữ kiên hư hỏng đúng không? Vâng. Ok. Rồi. Em chỉ để mỗi từ kiên hư hỏng thôi. Ok. Từ trong cái chỗ mà tập gym về tập thể hình thì từ khóa nào là lưu lượng nhiều nhất? Rồi cứ coi xem nào, xem tiếp cận người xem nha. À, đâu loại nguồn lưu lượng truy cập? Rồi xem video đề xuất nào. Tháng này mà có bật kiếm tiền thì kiếm bao tiền luôn, bởi vì toàn người nước ngoài xem. Đúng không anh? Ừ. Một người nước ngoài bằng 5 người Việt Nam mà. Ú thêm cái từ khóa này vào video cho anh nha. Từ khóa gì anh? Thêm cái từ khóa arm wrestling này này. Arm wrestling gì ạ? Cái dưới ạ, cái thứ ba. Đấy ạ? Ờ. Arm wrestling. Nào anh? Là vật tay. À. Nhưng mà cái tập bụng kia cũng có arm wrestling á. Ừ. Sao đâu, nó cũng một đối tượng khán giả mà. Thêm vào tên tiêu đề hay là thêm vào mô tả hay là thêm vào... Thêm vào thẻ tác thôi. Thêm vào thẻ tác. Bây giờ tiêu đề dù sao chủ cũng có thể lấy được hết từ khóa được phải không? Vâng. Chọn cái này mất cái kia thôi chả sao. Bây giờ em muốn thêm chữ thể hình mà được không? Dân thể hình được không? Bây giờ em vào Google Trend đi anh xem cái từ khóa nào là gọi là mạnh nhất trong cái ấy nào. Bởi vì là em định sắp xếp các nhóm cơ vẫn cùng là một tiêu đề ấy, chỉ khác mỗi từ tay mới ở các nhóm khác thay đổi được không? Ừ biết rồi, ừ cũng được nhưng mà vấn đề ở chỗ là chủ chọn từ khóa nào? Từ khóa là dân thể hình à? Khi là... dân khi đây này giả sử như là cái video tập tay của em nhá. Bài tập tay hiệu quả nhất của dân thể hình thì sao mình cứ đổi thành bài tập bụng hiệu quả nhất của dân thể hình, xong lại tập vai hiệu quả nhất của dân thể hình. Nhưng mà cái chữ dân thể hình có phải là cái chữ gọi là lưu lượng tìm kiếm lớn nhất không? À, thế để em xem. Hay là từ là tập thể hình? Em phải nghiên cứu cho ra cái từ khóa mà lưu lượng tìm kiếm lớn nhất. 12 tháng đi. 12 tháng đi. Cái này là đường lâu dài rồi, không phải bắt trend nữa đâu. So sánh. Mấy gì nhỉ anh nhỉ? Kéo xuống dưới xem nó gợi ý bên dưới kia. Không có liên quan luôn. Kéo lên trên. Tập thể hình. Hiểu chưa? Hiểu chưa? À. Đó. Kéo xuống dưới xem nó có gợi ý cái gì. Tập thể hình cho người gầy. Bài tập thể hình, nhạc tập thể hình. Nhạc tập thể hình thì cũng được rồi đúng không? Tập thể dục. Cách tập thể hình. Em vào, em click vào chữ bài tập thể hình anh xem. Sao lại đi xuống nhiều quá nhỉ? Rồi kéo xuống dưới xem những gợi ý kia. Xem cái hàng đầu này. Cũng không quan. Rồi, bài tập thể hình. So sánh với tập thể hình. Tập thể hình mới nhiều nhất. Ừ, tập thể hình nhiều nhất. So sánh với tập gym. Tập gym còn mạnh hơn nữa. Cho em tìm kiếm trên YouTube chứ. Tập gym vẫn mạnh mà. Chưa, cho nên là đưa từ tập gym vào từ khóa nha. Vâng. À, em thử xem tập gym thì nó có gợi ý được cái gì không? Có đủ dữ liệu để gợi ý không? Để nguyên thôi. Chỉ để tập gym thôi. Rồi. Xuống dưới. Châm anh tập gym. Nhạc gym. Không liên quan. Nhạc tập gym. Đã đăng ký Epidemic sao chưa vậy? Em chưa. Em thật ta đăng ký sao này nó lại cho ấy nhở? Cho gì? Nó bắt mình đăng nhập kênh YouTube vào anh. Chứ phải đăng nhập kênh YouTube vào chứ thì nó còn quản lý được cấp quyền cho kênh nào sử dụng nhạc của tao chứ. Thử đổi sang từ khóa tập gym đi, mạnh dạn. Vâng. Thế thì bây giờ mình đặt tiêu đề là gì anh nhỉ?
Ví dụ như bài tập bụng hiệu quả nhất chẳng hạn nha, đấy là tiêu đề của video. Xong rồi mở ngoặc là tập gym tại nhà chẳng hạn, hoặc giống như kiểu là một series tập gym tại nhà hay là series tập gym cùng Kiên Hư Hỏng chẳng hạn. Bài tập bụng hiệu quả nhất. Xong rồi gạch ngang tập gym cùng Kiên Hư Hỏng. Kiểu thế. Rồi. Nha. Vâng. Còn các, còn các thể tác là mình cứ theo cái tìm kiếm với cả trend rồi mình cho vào. Theo tìm kiếm về trend cho vào.